Đây là dòng canxi tổng hợp đến từ nhãn hiệu Kirkland từ Mỹ. Công dụng của em nó cực kỳ đơn giản, phù hợp với những anh chị em nhà mình nào từ 35-40 tuổi trở lên đang gặp các dấu hiệu về loãng xương nè, đang gặp các dấu hiệu về tê bì tay chân chuột rút thì mình nên bổ sung cho em cái dòng này. Tại vì sao? Trong đây bổ sung canxi kết hợp với D3 giúp cho mình hấp thu canxi trực tiếp vô tới xương nha. Chưa kể nó còn có thêm magi nè, giúp cho mình giảm tình trạng là tê bì tay chân chuột rút, hoặc là những anh trai nào mà tập tạ mình muốn dễ tăng cơ bắp bổ sung cho em cái dòng này. Kế tiếp trong đây nó còn có thêm kẽm giúp cho mình tăng cường đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, giảm oxy hóa, giảm lão hóa. Ngoài ra có xây dựng cho mình một cái lớp hàng rào kháng viêm. Những anh chị em nào mà hay bị nổi mụn, xài cho em cái con này có kẽm thì sẽ không có lo bị nóng, không lo nổi mụn nha mọi người. Mỗi ngày chỉ cần cho em 2 viên thôi, sáng 1 viên và trưa 1 viên sau khi ăn nha.